Ngày 5 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tới nhà riêng thăm, động viên và tặng quà cho cô giáo Lê Thị Thắm, giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở Đông Thịnh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Lê Thị Thắm sinh năm 1998, khi sinh ra không có đôi tay, ốm đau triền miên. Nhưng với nghị lực phi thường, cô đã vươn lên bằng chính đôi chân của mình, đi học và tốt nghiệp Đại học Hồng Đức. Cô giáo Thắm còn dạy học miễn phí cho trẻ em trong vùng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần của cô giáo Thắm và mong cô tiếp tục phát huy, truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh, giúp những em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn, có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.